Rồi Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật 7, gồm có chất liệu cần là carbon và fib. Và shop em là bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và bên em có ship COD toàn quốc. Video này có 22 mã hàng. Em sẽ bắt đầu giới thiệu cho mình tham khảo ha. Đầu tiên sẽ là mã số 1, là một cây cần ISO khoan nhỏ nha mọi người. Cây này thì dài 2m7, có 4 lóng, Siêu Star, đọt số 1. Bát của nó là bát Fuji, dòng Kelas Light, xoắn vân, hai da xoắn vân. Cái này nó còn cái nắp chụp Fuji luôn ha. Khoan là khoan Fuji đá sứ. Cái này ngọn mềm thôi mọi người, ngọn số 1 ha. Đọt là 0,7 ly và nặng là 90g. 0,7 ly. Xoắn từ lóng 3. Lóng 3, lóng 4, có 4 lóng thì xoắn 2 lóng ha mọi người. Mã số 1 dài 2m7. Giá là 610.000 nha mọi người. Mã số 1 ha, 610.000 free ship. Mã số 2 là một cây súp Telecaster dài 3m6. Ngoại hình thì cái phơ bên ngoài nó hơi cũ theo thời gian. Tem xuất Nhật, bát Fuji FS7. Lóng ngoài nó hơi cũ nè mọi người. Cái này thì nó bị dính keo ha, có xước. Khoan Fuji có 4 khoan. Ngọn của cần này là 2 ly 2, nặng 240g. Lóng thứ 2, lóng thứ 3, lóng thứ 4, có 4 lóng ha. Mã số 2, dài là 3m6, giá là 350.000 free ship. Tiếp theo là mã số 3, cái này thì nó còn bao và có nắp chụp luôn. Chiều dài của cần này là một cây cần tay lóng dài nha mọi người. Cây này là của thương hiệu Daiwa. Dài là 3m9 ha, cây này là cứng điều HS Make in Japan ha. Có cốt nô 05215343, cứng điều tầm 3H. Xoắn ít như thế này. Còn cái nắp luôn ha mọi người, nút. Bu nó là bu so chống bu là bu 360 độ ha. Ngọn 1 ly mốt, nặng là 80g. Tháp đọt. Dòng này cứng cứng điều tầm 3H. Có 4 lóng ạ. Có 4 lóng ha, cần cũng còn đẹp. Mã số 3, nhẹ là 80g, giá là 900.000. Mã số 4 là một cây cần giả trúc, chất liệu là carbon, dài là 4m2. Dài 4m2, ngọn đặc. Có 5 lóng ha mọi người, ngọn đặc. Ngọn 0,9 ly, cứng tầm 2h rưỡi. Cần ra có hơi vọng. Còn cái nút gỗ luôn nha mọi người. Ngọn của cần là 0,9 ly, nặng là 100g. Vân giả trúc ha. Mã số 4 nha mọi người, dài là 4m2, giá 400.000. Mã 5, một cây cần tay lóng dài, dài là 3m. Đọt 1 ly, có hơi trầy xước. Nhẹ 60g. Cây này gốc 10 ly, cần cứng tầm 3H ha. Lóng 2, lóng 3, có 4 lóng và cái lóng ngoài thì hơi cũ xíu thôi, còn các lóng bên trong thì cũng còn đẹp nha mọi người. Cứng tầm 3H ha. Cây này mã số 5, dài là 3m, nặng có 60g, giá là 330.000. Chất liệu là carbon. Mã số 6 là một cây carbon lóng dài, cây này độ cứng trung bình thôi, cứng tầm 2H thôi mọi người. Chiều dài của nó là 5m2 ạ. Và cây này là không rõ thương hiệu.
chất liệu là carbon. Cần ra có võng. Ngọn là 0,8 ly, nặng 140 g. Có tháp đọt, cần này là cần tháp đọt ha. Mã số 6, dài là 5m2, giá 400 ngàn. Tiếp theo mã số 7 là một cây cần ráp khúc ha. Cây này nó còn bao và không còn nút. Ráp khúc của thương hiệu Olympic, chiều dài là 3m. Ráp khúc 3 lóng, dài 3m, cứng điều. Cây này cứng điều 3H ha. Vân giả trúc, ngoại hình cũng còn đẹp. Và ngọn của cần này là 1 ly, nặng 60g. Mã số 7, giá là 450 ngàn, dài 3m. Mã số 8 là một cây cần 4m5. Cây này của Olympic, 4m5, đọt 0,9 ly. 0,9 ly cứng. Cây này là cứng gì đây ta? Cái này nó mờ quá em không thấy rõ. Cây này ngọn của nó là 0,9 ly, nặng 160 g, 0,9 ly. Thôi cần cũng có trầy xước. Mã số 8 nha mọi người. Nặng 160 g, giá là 440 ngàn phi ship ha. Đọt của nó là đọt đặc nha mọi người. Đọt nó là đọt đặc ha. Và nó có 5 lóng. Cái này là cứng điều mọi người. Cứng điều ha. Cứng điều tầm 3H. Dài 4m5. Mã số 8 nha mọi người. Giá 440 ngàn. Mã số 9 nè. Mã số 9 là một cây cần gold fairline, dài 3m6. Chất liệu là carbon. Dài 3m6. Cây này cũng cứng điều. Cứng điều 3H ha. Phôi có hơi cũ theo thời gian. Cây này thì nó không còn cái nút rồi. Mọi người mua em tìm cái nút gắn vào ha. Ngọn 1 ly mốt, nặng 90 g. Ngọn là ngọn đặc, có 4 lóng. Ngọn đặc 4 lóng. Mã số 9 giá 440 ngàn. 10 là một cây cần 6m3. Cây này là cứng điều luôn nha mọi người. Của hãng Siêu Star, Hàn Quốc sản xuất. Đọt 0,9 ly. Cái này cứng điều thì tầm 2,5 3H. Cần ra thì nó cũng có võng. Đọt là đọt tháp nha mọi người. Tại vì nó dài thì nó cũng có hơi võng ha. Phôi cũng còn rất đẹp nha mọi người. Và cân nặng của nó là 240 g. Mã số 10. Cái này giá là 630 ngàn phi ship ha mọi người. 630 ngàn phi ship. Tiếp theo một cây cần tay lóng dài mã 11, là một cây cần của hãng Suzumi. Cây này là dài 4m5, em đo là còn 4m4, cứng điều luôn nha mọi người. Bát của nó, em xin lỗi, cây này cần tay không có bát. Dài 4m5, em đo là còn 4m4. Ngọn cây này là 1 ly 8, nặng 180 g. Cứng tầm 3H. Cứng điều 3H, ra thẳng cần. Phôi thì cũng có hơi cũ theo thời gian. Một cây cần tay lóng dài Suzumi mã 11. Cây này giá là 380 ngàn. 12 là một cây ISO khoan nhỏ mọi người. Cây carbon 5m4. Cây carbon trơn ha. Bát Fuji FS6. Khoan này là khoan Fuji luôn. Và ngọn khá là to ha. Ngọn là 1 ly 8. Cây này em đo là còn 5m3. Ngọn 1 ly 8, nặng 340 g, mã 12 nha mọi người. Cây này là dạng carbon trơn nha. Có trầy xước ở lóng gần gốc. Mã số 12, giá là 330 ngàn. Tiếp theo là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Alpha, dài 5m4, Made in Korea. Bát Fuji FS7, dài 5m4. Đọt số 2 nha mọi người, có 5 lóng nè, carbon. Khoan là khoan Fuji. Ngọn của cần là 1 ly 6, nặng 320 g.
ly 6 nè. Cái này phơi cũng còn đẹp, phơi còn đẹp. Có trầy xước ngay gần lóng gốc nhưng mà cũng không có nhiều mọi người. Mã số 13 giá 390.000. 14 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Si. Bát Fuji FS6 dài là 4,5 m nha mọi người. Đọt số 2, cây này sản xuất tại Trung Quốc. Có cốt nô và tem vàng xuất Nhật ha. ISO Holiday. Khoan là khoan Fuji đá sứ. Ngọn cần 1.4 l nặng 160 g. Có định vị set position. Định vị khoan. Ngay lóng ngoài phần này nó hơi xước mọi người. Mã số 14 ha, nặng 160 g, giá 500.000 phi ship. Tiếp theo một cây carbon đó nha mọi người, mã 15, một cây cần dây trong 2 khúc, 2,7 m strong holder Bass Fuji. Phần phơi ở đây là xoắn X. Dài 2,7 m, độ cứng 50, cứng 50 ha. Cây này phơi thì cũng còn đẹp mọi người. Ngọn của nó là 2,5 l ạ, dài 2,7 m, nặng 300 g, mã số 15, cây này giá 400.000. Tiếp theo là cây 16, là một cây carbon pha, fit pha nha mọi người. Dòng này thì nó cũng có pha fit ha. Pha nói chung là cây nào thì nó cũng có pha hết. Nhưng mà cây này là tỷ lệ carbon không có nhiều nha mọi người. Bát của nó là bát bát này giống như bị bát này nó bị mất cái gài rồi. Mất cái gài lại rồi. Cái này mọi người mua thì em tìm lại cái em kiếm cái gài lại cho. Còn nếu không thì phải thay lại cái bát này rồi. Cái bát này thì thay là Fuji FS7 cũng được. Bát này tầm FS6 thôi. FS7 vô là vừa. Phải thay lại cái bát. Hoặc là có cái gắn thì gắn vào. Nói chung nếu mọi người thích cây này thì em sẽ làm lại hoàn thiện cho mình ha. Đây cây này thì chiều dài là 3,6 m nè. Có 4 lóng, thu gọn 101 cm, độ cứng là tầm 8-20 nha mọi người. Khoan hãng bát hãng ha. Đó, khoan hãng bát hãng, đọt rất là cứng. Đọt cây này tới 3,4 l mọi người. 3,4 l. Trên cái giấy này nó không có để cân nặng. Cây này của Trung Quốc sản xuất. Bốn lóng. Mã số 16 còn rất là mới đẹp. Cái này nó rớt cái bát gài. Giá 280.000 nha mọi người, mã 16 ạ, phi ship ạ. Rồi tiếp theo sẽ là một số cây fit cho mọi người tham khảo. 17 là một cái combo 3 cây cần. 3 cây này là lũi khoen, gồm một cây 2,4 m và 2 cây 2,7 m. Khoen thì không còn nha mọi người. Cái này mình về mình câu tay được cũng được. Bỏ hết khoen mình câu cần tay ha. Một cây 2,4 m và 2 cây 2,7 m. Cây 2,4 m, đọt nó là 2,5 l, nặng 110 g. Cây này nó còn có bát Fuji FS6 ha. Này nó có 3 lóng. Và cây 2,7 m là một cây đọt 3 l, một cây đọt 2,8 l. Vẫn là bát Fuji hết nha mọi người. Này. Cây này chắc 3 l, cây này 2,8 l nè. Cây 3 ly thì nặng là 180 g. Cây 2,8 l nặng là 240 g. Đây, cái cây Si này thì nó nặng nhất. Cái tay cầm nó là dạng nhựa, nó đúc nặng ha. Rồi combo 3 cây này, 2,4 m, 2,7 m, 2,7 m, giá 250 nha mọi người, cần lưỡi khoen. Đó là mã số 17. Tiếp theo là mã 18 nha mọi người. Combo 3 cái cây cần mini như thế này. Ba cây mini dài là 1,65 m, 1,8 m và 1,63 m. Cây này là 1,65 m. Cây cầm là mút bát vặn, khoen là inox không lồng sứ. Ngọn là 2 l, nặng 100 g, thu gọn 40,5 cm, đọt là đọt đặc. Và cây này độ cứng của nó tầm khoảng 15-20. Và cây này 1,8 m mọi người, tay cầm là bằng mút nè, bát vặn luôn, 1,8 m. Ngọn cũng là ngọn đặc.
đọt 1 ly 9 nặng 100g thu gọn 43cm ạ. Có 6 lóng. Và cây này là tay cầm nhựa, bát nó là bát nhựa luôn. Khoan là không lồng sứ, ngọn đặc. 1 ly 8 nặng 120g thu gọn 42cm. Đó. Cây này có Hàn Quốc sản xuất mọi người. Rồi combo 3 cây cần như thế này ạ, mã 18 nha mọi người. Thì ba cây này giá 240 free ship. Đó, đẹp cho mình tham khảo. Tiếp theo là mã 19 sẽ là một cặp cần fit nha mọi người. Cần fit nhưng mà lóng ngoài thì nó làm giống như carbon đó mọi người, nhưng mà nó là cần fit ha. Đây một cặp như thế này, xuất fit gồm một cây 36, độ cứng 25, made in Korea của hãng Static Enjoy. Bát là bát Fuji với bát 7 ha. Đây, nhìn như là carbon đó mọi người, hình như cái lóng này carbon, còn các lóng bên trong này là fit nha. Khoan là khoan cái mình gặp được. Ngọn 2 ly 7 nặng 280g, độ cứng là 25. Chất liệu là fit. Và cây này là 3m9, Subcast made in Korea. Đó, tự nhiên dán cái tem vàng ở đây. Cái lóng này là carbon, còn các lóng bên trong là fit. Bát Fuji FS7 ha, có 4 lóng nè. Ngọn của cần là 2 ly 6 nặng 300g. Mã 19 thì cặp này em bán là 500 free ship nha mọi người. 500. 19. 20 là một cặp cần tay lóng dài, gồm một cây 4m5 và một cây 3m9. Cặp này em bán 290.000. Cây này 3m9 nha. Ngọn 0,9 ly, cứng tầm 2h5-3h, nặng 180g, thu gọn là 56cm. Phần phôi ở trong đây thì cái sân nó hơi dược ha mọi người. Và cây này là 4m5 ha. Cây này SVR OGK, cây này của Trung Quốc sản xuất. Ngọn của cần này là 0,8 ly, nặng là 230g và thu gọn là 54,4cm, độ cứng cũng tầm 2h5-3h. Phôi cũng còn đẹp. Thì cặp này là giá 290.000 nha mọi người, free ship ha. Mã số 20, 290. Tiếp theo là 21 sẽ là một cặp mini, gồm một cây này là fit và cây này là dạng carbon pha. Carbon pha này, cây này carbon nha mọi người, Suyumi nè, GDUP. Cây này carbon, cây này fit, fit là 2m1. Tay cầm là mút bát Fuji, khoan là khoan đá sứ hãng. Chiều dài là 2m1, Big Sway. Đọt là 1 ly 8 và nặng là 120g. À, đọt đặc luôn, độ cứng tầm, cây này phải tầm 20. Và cây này 1m8. Đó, carbon nha mọi người, carbon pha nha. Chiều dài là 1m8 nè, bass hãng, khoan hãng, Enjoy Bass. Độ cứng 15, Suyumi của Trung Quốc sản xuất. Cây này chắc tầm cứng tầm 15. Khoan đá sứ hãng. Ngọn của cần này là 1 ly 7 và nặng là 120g. Phôi trơn nha mọi người. Em coi mấy lóng, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Có 5 lóng. Rồi thì cặp mã 21 này giá là 300.000. 22 là một cây fit, cần tay fit Senico Gear, dài 5m4, chất liệu là fit. 5m4, ngọn 1 ly 9 nha mọi người, 1 ly 9 nè, ngọn đó là ngọn rỗng ha. Nặng 340g và cây này độ cứng cũng tầm 2h5-3h. Phôi bên trong cũng còn đẹp. Mã số 22, 22 5m4 giá 200 free ship toàn quốc ha mọi người. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ha. Mọi người yêu thích mã nào thì cứ nhắn dùm em cái mã hàng kèm theo số video và ngày nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.